con về rồi đó hả Lâm Hồ? Dạ. Má đi đâu vậy má? Má muốn lấy cái gì để con lấy cho má? Má lao tắm hả? Hình hả? Hình cũ xì, má lao hoài cũng cũ à má ơi. Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ. Thôi má, má nằm nghỉ đi má. Có bình dưỡng khí nè, má hít đi cho khỏe. Má đã khỏe rồi. À, con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con? Hả? Có gặp nó không? Dạ, con có lại đàn Hạng á. Thì nghe Hạng nói chỉ có việc gì cần gấp lắm, cho nên chị mới theo bà chủ Hạng ra ngoài Nha Trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chỉ phí điều có bà chủ lo. Từ tiền ăn tiền lặt vặt toán tiền phòng, tiền lưỡng còn được làm gấp đôi. Đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chị mới vội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị không đi xa mà không đem cha áo quần thay mặt? Con gái chứ đâu phải là con trai đâu, mà hễ muốn là đi liền. Thiệt quả là thứ đồ hư thân mà. Thôi má còn đáng, má đừng nên nóng giận. Bây giờ đầu mái xanh thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì, hoặc là bà chủ bà mua cho. Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt cho má nghe coi, cái bình dưỡng khí đó con mua với cái giá là bao nhiêu tiền vậy? Dạ, con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng đó má. Tới 3.000 đồng, tiền ở đâu con có? Dạ, tiền con dành gụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi, và tiền vốn bán mì đó má. Con, tại sao con không hỏi má? Má, con biết là nói với má thì má sẽ ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu con thi được niên khoa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Chờ một mai mà má chết đi rồi thì trọn đời con hối hận. Có đông đuốc gọi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thuở còn sinh cho tới lúc bạc đầu. Từ thuở má con mình còn ở làng Thanh Ngãi, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi bán chuối chừng. Nhiều bữa trời mưa bán thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách mà suối lệ tuôn trào. Con nhớ hồi đi thi tên
trường tình. Con mang đôi dài ba ta trắng, ba mang đôi gốc cùng lội bộ dắt con đứng như dắt chắc tiếng gà gái sang. Mẹ hiền rất dân dân ầu ơi, dí dầu cầu giang đông đứng, cầu tre lắc lẹo gặp gờ có đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mai con tin chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lê lắm hồ. Má reo lên con tôi đi đâu rồi, chạy lại ôm con mà không mà khóc. Sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào, mỗi rung rung má bảo nếu có ba con á thì con sẽ được nhiều phần thưởng, mà má cũng được ba con khen tặng là đã khéo dạy con đến đổi đạt trong lúc thiếu hụt đắm bề. Về nhà má lại khen và nói sau này tết tuổi chị em con sẽ được người đời kính nể, nhưng mà chị hai của con chị đã như thế nào con? Chị đã sao con tức chị quá má, con ghét chị rồi đó. Kìa lông hồ con nói dễ sao cho phải, con phải thương chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm, từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa chứ con được bú đâu. Má không có sữa, con phải bú sữa bò. Hiểu con chim đó, có lần nó thèm sữa quá nên mới giật đại chai sữa của con rồi chui vô trong kẹt tủ. Con mới khóc ré lên, má hay được. Và chỉ Trường An của con phải chịu bị đòn. Chị của con mới trao chai sữa cho má rồi miếu máu nói rằng con thèm quá nên mới cứu sinh của em con một chút rồi con trả lại cho. Má đừng mắng chơi con làm chi mà chẳng biết em. Hay quá Quỳnh ơi, rất là cảm động, xin cảm ơn Quỳnh rất nhiều.